lỗi các bạn trục trặc một tí, bởi vì time travel nó cũng hơi gọi là khó khăn cho nên điều kiện công nghệ chưa tới. đang diễn tả cái nhà hát sáng chảnh đây đây, quay áo đấy, làm thế nào để nhìn thấy được cái đèn trên sân nhà kiểu rất là amateur. Lại lesson learned, phải có bài học. Bài học là nếu như chúng mình nếu các bạn kiểu không quá ngại thì có thể đi xem opera, à quên nhầm, ballet ở một chỗ rất là đẹp, thử gọi là trải nghiệm văn hóa nghệ thuật của Azerbaijan với giá 70 nát, rất là bọn mình thấy cũng tương đối là hợp lý ở một chỗ như thế này. 70 nát là bao nhiêu tiền? Chưa đến 90.000. 80.000 nghệ thuật affordable. Đúng chứ? Bạn ấy chán quá.